Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là BVD Game đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi một tựa game, đó chính là Stardew Valley 3 các bạn ơi. Đó, để mình bắt đầu cuộc trận đấu đầu tiên thôi các bạn ơi. Đây là người chỉ dẫn đang chỉ cho mình đây. Đây. Chỉ cái gì đây rồi, bây giờ mình sẽ gọi là thử chơi cái tựa game Stardew Valley 3 này các bạn nhá, một tựa game gọi là đối kháng rất là tuyệt vời luôn. Đó, một tựa game giống kiểu đấm bốc, nhưng mà cái này sẽ là gọi là cổ truyền các thứ các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi trận đầu tiên các bạn nhá. Bắt đầu. Đó, Stardew Valley 3. Và tiếng Anh sẽ là Stardew Valley 3. Đó, thật tuyệt vời. Đó, các bạn nghe âm thanh rất là chậm luôn. Wow, đây là mình là đang đội nón rồi cầm kiếm thứ. Đây là anh này trên tay không. Tay không sao lại được. Đấy. Rồi. Chém không chuyên phát lao đâu. Wow, mình biến thành cái gì rồi các bạn ơi. Rồi nhảy lên. Wow. Giống như kiểu là có cái sức mạnh các bạn ơi. Chết luôn các bạn ơi. Thắng luôn. Hiệp 1 thắng luôn. Ai chưa. Rồi. Round 2. Wow, trận này anh ta đã có kiếm các bạn ơi. Và anh ta trưởng ơi. Mình có năng lực các bạn ơi. Phải bắt trưởng luôn. Không mất một giọt máu. Không mất một dòng máu các bạn ơi. Thè luôn này. Đây là phê luôn, cái tựa game chơi rất là phê các bạn ơi. Vãi trưởng. Nào xem được cái thưởng có gì nào. Thật sự mình chơi cái tựa game rất là thích các bạn ơi. Thích vãi trưởng luôn. Wow, được tặng một cái áo giáp mới. June. Cái gì đây các bạn ơi? Nó đang loát cái gì các bạn ạ? Đang loát mình uống miếng nước rồi này. Hết loát này các bạn, lên vô tiếp tục đi. 11 mê là sao ta? Mình chưa hiểu nữa. Sorry các bạn, chắc là đang download cái gì đó. Wow. Cái gì đấy ta? Chế lại đầu men. Thật sự đáng phê mà, game này làm mình chế quá. Các bạn thông cảm bỏ qua cho mình cái này nhá. Đâu mình xem vô có gì nào. À rồi. Tiếp tục. Chapter 1 Legion. Ok rồi, mình hiểu rồi. Ok vô đi bạn ơi. Vô đây, mình giờ chỉ đánh nhau thôi, không vấn đề gì đâu. Chết. Hướng dẫn hoài rồi. Do là quốc các bạn ơi, gặp là quốc. Chỉ cần hướng dẫn là cái gì. Gặp là chơi. Đấy. Đấy nhạc. Tăng. Wow, anh này gặp rìu rất kinh nha. Sử dụng thiếu năng lực. Hai thằng đều có sử dụng các bạn ơi, các bạn. Mục đó. Yeah. Mình nghĩ mình là ai, mình nghĩ mình tuổi gì mình chơi với anh mày. Nhạc cà phê các bạn ơi. Trận đấu thứ hai bắt đầu luôn, chơi đi. Yo. Bố mẹ sẵn quá cơ. Rồi. Rồi xong má đau quá bạn ơi. Gần nửa cây. Chà. Phúc chết bà nó đi. Mày đã chọc tao đi rồi.
Đại Pi Yugi. Em thấy mình có kinh không? Nó là sao mà tuổi gì mấy trong mình được? Mình chấp lên một mắt mày là BVD Game mà các bạn ơi. BVD Gamer mà. Sao mà ngắn ngẩm như mấy này? What the XO đâu? Ơ cho mấy này. Lại go to map nữa, what the fuck cái game. Ok, mày up lead đòi nhưng lên đây còn múc nữa. Phải cái trưởng thật rồi. Cái áo giáp. Rồi sao lại tháo áo ra ta. Mặc vô. Rồi tiếp tục đây. Suốt ngày hướng dẫn. Vô đấu luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đi đâu mình gặp trận đấu là hút luôn. Không phải ngại gì hết à. Ngại thì mấy này chơi luôn. Múc lên. Mấy ớt tơ này. Trận đấu đầu tiên bắt đầu rồi. Dạ. Ui, tao một kiếm thôi, chắc mày luôn. Uầy. Chà. Toàn mới vô rồi, sợ ngay. Nào. Mà, à. Chà. Wow, đau quá các bạn ơi. Bà nổi ca mày. Bà nổi ca mày. Quốc ca. Trời ơi, nó có cái gì các bạn ơi. Này thì siêu năng lực nè. Siêu năng lực. Tuyệt vời. Không thể cản phá. Đó là chính là BVD Gamer. Nhạc rất phê các bạn ơi. Wow, mình đã xài skin lỗi rồi các bạn ơi. Nhưng bây giờ mình đang có lợi thế và mình còn đang có siêu lực. Mình chém rất là đau. Alright. Wow. Sai. Yeah. Đúng rồi. Quay lại. Một cú đá. Không được. Chà. Wow. Mình phải xài tiếng. Chà. Rất là phê các bạn ơi, phê quá anh em ơi. Thật sự các bạn thấy không, mình không ngán cho mấy này đâu. Trình của mình nó rất là cao ấy này. Áo giáp lại lên cấp anh em ạ. Lên cấp 77 ơi, thật sự rất tuyệt vời. Continue, tiếp tục rồi. Trời ơi, hướng dẫn gì, hướng dẫn nhiều dữ vậy man. Cái gì đây? Được tiền. Cảm ơn, thank you very much. Nào rồi đi, bây giờ mình chỉ muốn đánh nhau thôi anh em ơi. Xem gì mấy cái này. Oh, what? Tiếp chặt cái tơ luôn. Gì đây? Ôi vậy cứ... À, mặc cái áo giáp rồi đã mới đánh được trận này các bạn ạ. À, càng trận này chắc càng anh em ơi. Trận này càng đây. Mình là BVD Gamer. Ngại gì mấy cái này. Lẹ gì mấy cái này. Trời ơi rồi. Rồi, cái đào to đấy được đấy. À, đào to hay đủ. Wow. Ê, bình tĩnh em. Bà nổi mày. Mày đào to mà. Tao này là gì á. Tao này chả bị bắt được. Múc hết rồi em. Ngán gì, anh em mình là một gia đình. Chơi chết bà đó này. Mày hả? Mày giỡn à? Wow! Ui các bạn ơi, đổ được con rồng đau quá cứt ra. Mình cũng có mày. Hết sức tuyệt vời các bạn ơi. Yeah. Bắn skill, dính nữa. Tuyệt vời. Những pha đánh rất gắt đấy từ BVD Game. Hai bên đang ăn tài cái sức thật sự rất là gắt các bạn ơi, trận này gắt quá. Yeah. À. Oh no! Mình đã thua trận đầu tiên các bạn ơi, thì trong đó chỉ còn một ít máu thôi, chết quá!
vây chết phòng thủ. Tên khốn nạn kia, ngươi phải trả giá. Chà, ngươi phải trả giá cho ta. Ngươi phải trả giá. Ngươi phải trả giá. Chưa. Ngươi phải trả giá. Quá. Nhận rất là cặp các bạn ơi. Ngươi phải trả giá. Trả giá đi. Trả giá đi. Mình đã cố gắng để hạ gục thanh niên này. Thật sự thanh niên này rất khỏe các bạn ơi. Wow 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 wow. Anh ta đã dùng skin bị lỗi rồi. Wow shit, lại là con rồng chó đẻ đó. Chơi này, chơi này. Bất kỳ một đối thủ nào cũng không thể nào mà cản phá nổi BVD game ta đâu. Yeah. Người là ai chứ? Người là ai? Đau quá các bạn ơi. Yeah! 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 Một cú đá! Thằng sau! Người ngươi là ai chứ? Ta không phải dạng vừa đâu! Không phải dạng vừa đâu! Yeah! Vừa đâu! Bởi đây! Một mình anh chấp hết! Chào! Được đấy! Được khốn nạn! Yeah. À, người thấy sao? Người thấy sao hả đồ khốn? Người thấy sao? Wow, đau quá. Người nghĩ sao? Đéo. À, mình phải bắt kiếm rồi các bạn ơi. Chà, như vậy ta sẽ đánh tay đôi với ngươi. Chà, one two one oh, wow, way is, wow. Ta không thể nào chịu thua trước ngươi được. Ta không muốn thua. Ta không muốn thua. Ta không muốn thua ngươi. Ta đánh tay không nhưng mà ta không thể nào bỏ cuộc. Ta không muốn bỏ cuộc. Và như vậy mình đã thua rồi các bạn ơi. Vâng, và hy vọng các bạn này chưa thua các bạn ơi. Thật sự trận này đấu mãi lần lần chưa thua. Mình chỉ còn cơ hội. Tôi còn cơ hội. Tôi không bao giờ thua. Tôi không thua. Yeah. Tôi không thua. Tôi không thua. Tôi không thua. Yeah. Tôi sẽ đá đáng ghét. Yeah. Wow, các bạn ơi, ông ta rất là khỏe. Nhưng mình không bỏ cuộc. Không vì thế mà mình bỏ cuộc. Không vì thế mà mình bỏ cuộc đâu. Các bạn hãy yên tâm đi. Mình không bỏ cuộc đâu. Yeah. 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 Wow. Ông ta đã có cơn bão tố cuộc tới. Ghê gớm. Ông ta vừa có siêu năng lực, mình không có siêu năng lực đâu. Trời ơi, ông ta đánh rất là mạnh các bạn ơi. Chà, cố lên. Bay kiếm rồi nha em ơi. Và như vậy mình đã thua ông ta thật sự rồi các bạn ơi. Nếu các bạn ủng hộ mình trong cái tựa game Style of Fight 3 này thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh BVD Game của mình nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video game Style of Fight 3 tiếp theo thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video game tiếp theo. Bye bye.